Cuối cùng là chàng suy nghĩ kỹ chưa? Vì miếng ăn thôi mẹ. Chu Du ta và vợ là Tiểu Kiều, vốn bán hàng online đã lâu chưa vất, buôn bán khó khăn, từ rẻ rau cứ rì bọt suốt ngày, nên bấn quá phải làm liệu livestream sau hàng. Chẳng qua cuộc sống ép ta thôi. Lần trước hứa bay được 1,000,000 like, ta sẽ nện like cho bọn chúng coi. Chu Du đã nói thì Chu Du làm, nhưng mà cũng có những thứ không làm nổi. Thằng ôn dịch, còn dám dắt mặt qua đây xin cơm nữa hả? Bữa ông livestream lục đồ, bên đây đang coi thì... Thì sao? Mất hứng đó. Chỉ vì ông mà anh em bên đây đập điện thoại hết rồi. Hả? Gây gớm vậy sao? Rõ ràng được chế quá đi mà. Ông lột đồ ra cho đã, mặt cờ thì không thể chào. Lưu Đại Ca nói đúng đó, tại Chu Đô Đốc căng thẳng thôi. Nhiều người câu như vậy ông lên không nổi. Như thằng đó hứa không làm. Sao? Thôi thì mấy đứa, điện thoại bể cũng đã bể rồi. Đánh nhau nó liền lại chắc. Điện thoại bể cứ đem qua Ngọc Thịnh Mobile thay màn hình thôi. Quan trọng là lần sau Chu Du không lên được, anh em lại ức chế nữa. Cảm ơn mấy bạn quan tâm mình nha, mình sẽ ổn thôi mà. Bây giờ tôi đi sửa điện thoại, ông muốn đi không? Đi chung với tôi luôn. Nhưng ở đó chỉ sửa Samsung thôi đấy nha. Đúng đó, vô đi, lần này chơi lớn đặt hết vào cửa tài nha. Hiếm khi được giải trí như bữa nay. Hay quá, Messi tào Ngụy ơi. Thằng đó đá bóng nhiều bóng, đá bóng mà cũng đá bóng nữa. Nghe đồn bên Lưu Bị với Tôn Quyền đập hết điện thoại rồi hả? Cứ coi ba cái linh tinh hư màn hình cũng đúng. Như bên ta thể thao giải trí lành mạnh, cùng lắm là cá nhau một hai kèo bóng đá cho vui. Thì làm gì mà phải đập điện thoại? Như trận này ta bắt kèo dưới. Thấy chưa, ta nói kèo dưới ăn trước mà. Sẵn đàn hứng, tối nay nằm bara hết đi. Các ngươi cứ yên tâm theo ta. Nếu như theo Lưu Bị sửa điện thoại cũ, theo ta mua điện thoại mới luôn. Tôi mời, tổ chức rửa điện thoại luôn đi. Kỳ vậy, bên Tào Tháo sao lại gây cửa hàng Ngọc Thịnh Mobile như vậy chứ? Thua cái độ rồi đập đó. Từ trên xuống dưới, theo Tào Tháo thua tuột luôn cái quân. Không lẽ bây giờ có cái xì tay tức là đập cái điện thoại vậy hả? Cửa hàng nó nằm ở đâu? 40 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Truy cập vào ngocthinhmobile.vn là coi được mà. Quân Tào Tháo xuất phát trước, e là chúng ta tới đó chờ sửa rất lâu. Không thể để cái tên Tào Tháo tới đó sửa trước ta được. Gọi 0862679352 coi coi giữ chỗ trước được hay không đã. Sài Gòn mưa mấy cơn mà nước lên ghê ha. Cũng may cái đầu ta đủ khôn, đã chuẩn bị thuyền trước rồi. Bên kia, Ngọc Thịnh Mobile ở bên kia. Đứa nào sửa trước thì sửa. Ta ghé gần đó massage giái lỗ tai trước đã.